Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các em giải sách hình học 10 nâng cao. Bài ngày hôm nay thầy sẽ gửi đến cho các em đó là bài tập cho bài hệ thức lượng chuyên số 2. Bài tập bắt đầu ở bài 15, trang 64. Chúng ta chỉ làm khoảng 30 phút thôi nhé, tới đâu tới còn lại để em sau. Bắt đầu ở câu 15. Cho tam giác ABC có ba cạnh tính cốt góc A và góc A. Đây chính là định lý hàm cốt, được không? Cốt A thì bằng B bình cộng C bình trừ A bình chia cho 2B, BC. Thay số vô bấm máy giúp thầy. Mười ba bình cộng 15 bình trừ cho 12 bình phần 2 nhân 13 nhân 15. Rồi. 25 phần 39. Và suy ra góc A sắp xỉ. Rồi. 50 độ, 50 độ. Rồi còn muốn ghi theo phút nữa là bấm nút này. 50 độ 7 phút. Mà ở trên này nó 53 rồi, cho nên chúng ta phải làm tròn lên nha. Là 50 độ 8 phút ha, sắp xỉ 50 độ 8 phút. 53 thì phải làm tròn lên. Cho tam giác ABC có AB bằng 5, AC bằng 8, góc A bằng 60 độ. Kết quả nào tính độ dài BC? Như vậy câu 16 chúng ta cũng sẽ sử dụng định lý hàm số cốt thôi. BC bình thì bằng AB bình cộng AC bình trừ 2AB nhân AC nhân cốt góc A. Được không? BC bình bằng AB bình cộng AC bình trừ 2AB nhân AC nhân cốt góc A. Thay số giúp thầy là được. Có sẵn hết rồi. 5 bình cộng 8 bình trừ 2 nhân 5 nhân 8 nhân cốt của 60 bằng 49 ha, 49. Nhưng mục tiêu của chúng ta là cần tính BC căn 49 chính là bằng 7. Được không? 7, chọn câu B. Chọn B nha. Rồi tiếp theo là tới 17. Hình 5.9 vẽ một hồ nước ở góc tạo bởi hai con đường bốn bạn An Cường Trí Đức dự đoán khoảng cách từ B đến C như sau: 5, 6, 7, 5.5. Biết rằng khoảng cách từ A đến B là 3, khoảng cách từ A đến C là 4 và góc BAC là 120. Còn tính cạnh BC, như vậy thầy cũng sẽ sử dụng định lý gì? 17 nhé. Định lý hàm số cốt. BC bình thì bằng AB bình, ghi cho nhớ nhé. Cộng AC bình trừ 2AB nhân AC nhân cốt góc kẹp giữa. Được không? Một cạnh là 3, một cạnh là 4 và góc là 120 bằng 3 bình cộng 4 bình trừ 2 nhân 3 nhân 4 nhân cốt 60. 13. Như vậy suy ra BC sẽ bằng căn 10, căn 13, được không? Căn 13 thì căn 13 thì đứa nào đúng ta? Bấm căn 13 giúp thầy thôi. 3,6. Xin lỗi, cái góc này là 120, góc này là 120, bị lỗi rồi. Góc này là 120. Là 37 trong 23. Căn 37. Được không? 6. Sắp xỉ 6. Đơn vị là km. Sắp xỉ 6 đơn vị km. Như vậy cường đúng nha. Vậy trong tình huống này cường đoán đúng. Được không?
Rồi tiếp theo là câu 18. Cho tam giác ABC chứng minh các hạn định sau: A là góc nhọn khi và chỉ khi A bình bé hơn B bình cộng C bình. 18, chúng ta có A bình bằng B bình cộng C bình trừ 2, BC cos góc, cos góc A. Được không? Rồi tình huống câu A. A nhọn, A nhọn tương đương góc A sẽ nhỏ hơn 90 độ, đúng không? Nhỏ hơn 90 độ. Góc A mà nhỏ hơn 90 độ thì tương đương với cos của góc A. Cos của góc A thì sao? Cos A sẽ lớn hơn, lớn 0. Được không? Cos góc A lớn 0. A nhỏ hơn 90 độ, cos góc A lớn 0. Thì tương đương với trừ 2 BC, cos A sẽ bé hơn, bé 0. Được không? Thằng này bé 0. Như vậy tương đương với gì? Đó. A bình với B bình cộng C bình, thằng nào lớn hơn? Trừ 2BC cos A là biến 0 nhé. Thằng nào lớn hơn? A bình rồi bằng B bình cộng C bình. Thằng này là số biến 0 nè. Trừ 2BC cos A biến 0 á. Hoặc là nếu mà móc dấu trừ thì thằng này lớn hơn nè. Đây, cho dễ nhìn. Rồi một số lớn không, cái số này trừ cho một cái số bằng số này thì B bình cộng C bình sẽ lớn hơn. Được không? B bình cộng C bình trừ cho một số dương mới ra A bình mà, cho nên B bình cộng C bình sẽ lớn hơn, lớn A bình. Đấy, xong câu A. Được không? Ok không? Rồi tiếp theo tới câu B. B là góc tù nhé. A tù, A tù tương đương với góc A sẽ lớn hơn 90 độ. Góc A lớn hơn 90 độ tương đương với cos của góc A sẽ âm. Cos góc A sẽ âm tương đương với 2BC. 2BC cos góc A sẽ âm. Được không? Tương đương với cho nó trừ đi. Thằng này dương. Đúng không? Thằng này dương. B bình cộng C bình cộng với một cái số thì mới ra A bình. Cho nên A bình sẽ lớn hơn. Cái chỗ này bạn cố gắng nhẩm chút nhé. Cố gắng nhẩm chút. Cái chỗ này thực chất là nó cũng sẽ khó hiểu với nhiều bạn á nha. Chúng ta cố gắng ta ngồi, chúng ta thấy cái thằng này là số dương. Được không? Trừ 2BC cos A là dương. B bình cộng C bình cộng với số dương thì mới ra A bình. Điều đó chắc chắn là A bình sẽ lớn hơn rồi. Góc A vuông. Góc A vuông tương đương với góc A bằng 90. 90 độ tương đương với cos góc A bằng 0. Được không? Cos góc A mà bằng 0 thì tương đương với A bình bằng B bình cộng C bình. Như vậy là xong bài 18 nha, xong 18. Giờ vào định lý hàm cos. 15, 16, 17, 18 đều là định lý hàm số cos hết. Rồi tiếp theo là A, B. B tính hai cạnh A và C. Rồi bây giờ mới có cơ hội dùng định lý. Định lý sin. Có A là tính góc C trước đây. 180 độ trừ A cộng B. Nãy gặp một lần rồi đúng không? 180 trừ 60 trừ 45 bằng 75. Sau đó thầy sử dụng định lý hàm sin A chia sin A bằng B chia sin B bằng C chia sin C bằng 2R, nhưng mà chưa cần thiết lắm ha. A là chưa có, sin A là sin 60 bằng B là 4, sin 45 bằng C chưa có, và sin C là sin 75. Được không? Từ đây suy ra được là A sắp xỉ. Lấy 4 nhân sin 60 chia cho sin 45 nhé. A này 2 này nhân chéo chia dọc, nhân chéo chia ngang, nhân chéo chia dọc gì đó, nhân chéo chia cái còn lại. 4 nhân sin 60 chia sin 45
bằng 2 căn 6. À, xin lỗi, C bằng 4 nhân sin 70. 75 chứ. 2 cộng 2 căn 3. Được không? 4 nhân sin 75 chia cho sin 45 là bằng 2 cộng với 2 căn 3. Rồi xong câu 19. Tiếp theo sẽ đến câu 20. Cho tam giác ABC có AA tính bán kính đường tròn ngoại tiếp. Dùng định lý sin A chia sin A bằng 2, 2R. Được không? Suy ra A là 6 sin 60. 6 phần sin 60 thì bằng 2, 2R. Suy ra R bằng 6 phần sin 60 chia thêm 2 nữa. Hai căn 3. Rồi khá nhanh chóng nhé. Câu 20 xong. Tiếp theo là tới câu 21. Rồi chứng minh là mệt rồi. À, 20 chứ. Cho tam giác ABC. À, 20 rồi. À, 21 đúng rồi, 21 đúng rồi. Chứng minh rằng nếu ba góc của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức thì tam giác ABC cân. Chúng ta có gì thôi? Chúng ta có sin A bằng 2 sin B nhân với cos C tương đương. Sin A là bằng A chia sin A, chúng ta có rồi nè. A chia sin A thì bằng 2R. Thế là sin A thì bằng cái gì? A phần 2R. 2 ghi lại. Sin B thì bằng cái gì? Sin B thì bằng B phần 2, 2R. Được không? Còn cos góc C thì bằng cái gì? Cos góc C thì bằng A. A bình cộng B bình trừ cho A, trừ C bình chia cho 2AB. Giờ rút gọn nhé. 2R trừ tiêu 2R nhân 2AB chéo B trừ tiêu cho B, 2 trừ tiêu cho 2. Như vậy A bình nhân chéo lên bằng A bình cộng B bình trừ C, C bình tương đương với lại là B bình trừ C bình bằng 0, tương đương với B trừ C nhân B cộng C bằng 0, tương đương hai tình huống B bằng C, B bằng trừ C loại. Vì BC là cạnh mà, B bằng C thì suy ra tam giác AB, ABC cân tại A. Và đây chính là điều phải chứng minh. Rồi 22. Hình 60 vẽ một chiếc tàu thủy đang neo ở vị trí C. Ở trên biển, hai người ở quan sát ở AB cách nhau 500m và họ đo được góc là 87 độ, 62 độ. Hãy tính khoảng cách AC và BC. Chúng ta dùng gì? Đầu tiên sẽ tính góc C trước đi. Góc C bằng 180 độ trừ cho góc B cộng cho góc A bằng 180 mà trừ cho 62 cộng với 87 ha. 31 độ. Được không? Sau đó để tính cạnh thì chúng ta dùng định lý sin A chia sin A bằng B chia sin B bằng C chia sin C. Suy ra A là bao nhiêu? A là đối diện với A là đối diện với góc A là chưa có hả? Bằng sin A là sin của 87 bằng B là đối diện với góc B là cạnh AC cũng chưa có luôn. Sin của B là 62 bằng C là đối diện C chính là cạnh AB là 500m chia sin C. Sin C chính là sin của
31 độ. Được không? Từ những yếu tố này suy ra A sắp xỉ và B sắp xỉ. 500 nhân sin 87 chia cho sin 31. Số 1 và số 3 nhé. A sắp xỉ là 9 67,47. À, xin lỗi, 969,47. Đơn vị của chúng ta là mét. Còn B sẽ sắp xỉ là 857,1673. Đơn vị là mét. Ổn không? Định lý sin. Rồi xong câu 22. Tiếp theo ta sẽ đến câu 23. Gọi H là trục tam của tam giác không vuông ABC, chứng minh rằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC HAB rồi HCA rồi HAP bằng nhau. 23. Vẽ một tam giác ra, vẽ tay luôn nha, cho nó không ảnh hưởng nhiều. ABC trục tam là đường cao nè, đồng quy tại một điểm nhé. Rồi H là trực tâm. Chứng minh rằng bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC rồi H. Đây, bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC HAB rồi H BC rồi HCA bằng nhau, mấy R bằng nhau á. Rồi chúng ta có điều gì? Chúng ta có góc A nhỏ ha, cạnh A nhỏ chia sin A nhỏ chia sin A thì bằng B chia sin B bằng C chia sin C bằng 2R lớn là R của tam giác ABC á. Rồi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Rồi bây giờ xem thử nó có bằng R của tam giác ABH hay không nhé. Này ABH đây. Được không? ABH. ABH. Giờ dùng góc này đi thôi. Thằng này đối diện với góc khúc vuông. Thằng này đối diện với thằng này. Rồi bây giờ dùng gọi mấy thằng này là A phẩy đi. Thằng này là B phẩy cho dễ nhìn, thằng này là C phẩy. Được không? Bây giờ là tam giác ABH nhé, ABH. ABH bây giờ chọn góc nào đây? Chẳng lẽ chọn góc H hả? Ở đây do nó có nhiều góc A quá cho nên thầy ký hiệu cho nó rõ ràng chút nhé. Thằng này là BAC, được không? Còn thằng này là ABC. Còn thằng này là ACB. Được không? Cho nó rõ ràng chút thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh R của nó bằng R của thằng nào. Rồi, chúng ta có tình huống đầu tiên là tam giác này nhọn nha, tam giác này nhọn. Tam giác này nhọn. Còn nó có 3 tình huống thôi, một là tam giác nhọn, hai là tam giác tù và ba là tam giác vuông. Tam giác vuông chắc chắn là dễ rồi phải không? Không biết nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta có A chia sin A bằng B chia sin B bằng C chia sin C bằng 2R rồi. Rồi chúng ta quan sát cái điều này nhé, quan sát điều này nhé. Tam giác tứ giác. Tứ giác AC phẩy H B phải nội tiếp. Được không? Nội tiếp, tại sao nó là nội tiếp? Là vì nó có hai góc vuông, được không? Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ là tứ giác nội tiếp.
suy ra góc BAC. BAC nhá sẽ bằng góc C phẩy H B phẩy. Phải bằng không? Mà không phải, mà phải làm gì? Tổng bằng 180 độ. Được không? Tứ giác nội tiếp thì nó có gì? Tổng hai góc đối bằng 180 độ, được không? Mà góc BHC lại bằng với góc C phẩy H B phẩy. Lý do là đối đỉnh. Từ hai ý này suy ra góc BAC bằng góc BAC bằng góc gì? BAC bằng với góc BAC bằng với góc BHC. Được không? Hai góc bằng nhau. Đúng chưa? Đây góc này bằng với góc chỗ này. Ổn không? Vì nó cùng bù với góc chỗ bên này. H trên á. B phẩy HC phẩy á. Hai góc bằng nhau. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vô tam giác BHC nhé. BHC thì thầy sẽ có là cạnh BC là A. Được không? A chia sin của góc H á. Sin của BHC. Ổn không? Có kịp rồi. Tam giác BHC nè, có kịp không? Thì khi đó là cạnh A là cạnh BC, chia sin của góc BHC thì bằng 2, 2R. Mà đây là R của tam giác gì? HBC. Rõ ràng chúng ta thấy là A giống nhau. Rồi sin của BHC bằng sin của BAC. Được không? Ổn không? Hai góc này bằng nhau. Nhắc lại nhé, hai góc này có tổng bằng 180 độ. À xin lỗi, hai góc này nè, thầy nhầm á. Hai góc này có tổng bằng 180 độ. Hai góc này bằng nhau thì suy ra cái góc BAC cộng với góc BHC bằng 180 độ. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đâu. Rồi. Hai góc có tổng bằng 180 độ thì sin sẽ bằng nhau. À, sin bù. Nếu hai góc bù nhau thì sin bằng nhau. Được không? Đây là 1 nhé. À, đây là 1 đi. Đây là 2. Được không? Từ 1. Rồi 2. Và sin của góc BAC bằng với sin của góc BHC. Được không? À, suy ra R của tam giác ABC sẽ bằng R của tam giác BHC. Được không? Tương tự, những cái còn lại là tương tự nhé. Những cái còn lại là tương tự. Được không? Những cái còn lại là tương tự nhé. Tương tự. Tương tự như thế nào? Nếu bạn vẫn chưa hiểu tương tự như thế nào thì bạn cố gắng làm nhé. Chứ đừng bạn bắt chước người ta là người ta kêu tương tự bạn cũng tương tự ha. Nhưng mà thực tế là nó tương tự. RAC bằng R của tam giác HAC. RA tam giác ABC bằng R của tam giác H AB. Được không? Bây giờ như vậy chúng ta có là tình huống tam giác nhọn. Tam giác nhọn thì đã suy ra được là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác này bằng nhau. Như vậy tam giác ABC nhọn, chúng ta đã suy ra được điều phải chứng minh. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cái tình huống này là tam giác này không vuông rồi, cho nên chúng ta sẽ xử lý cái trường hợp 2 thôi. Tam giác ABC tù. Được không? Tam giác ABC tù. Tù tại nào luôn? Tù tại A luôn đi nha. Tam giác ABC tù tại đỉnh A. Hai góc còn lại là hai góc nhọn thì nó giống như trường hợp 1 rồi. Rồi vẽ một tam giác tù ra. Vẽ một tam giác tù ra. Đây. Được không? Rồi tam giác ABC tù.
Bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường cao nha, vẽ đường cao. Một đường cao. À, thằng này vuông góc lên trên này. Được không? Hai đường cao. Rồi đây nối lên đây. Đấy. Đây là một đường cao, đây là hai đường cao và vẽ ở đây là ba đường cao. Này C phẩy, anh là B phẩy thôi. H. Bây giờ tam giác ABC tù. Khi tam giác ABC tù, H nằm trên này nha, H nằm trên này. Đây là A nha, đây là A. Rồi tam giác ABC tù. À, chúng ta cũng có cái điều số 1 nè. Chúng ta sẽ có là A chia A là cạnh BC nhé. A chia sin BAC bằng B chia sin của ABC bằng C chia sin của ACB bằng 2R. Đây là R của tam giác ABC nhé. Được không? R của tam giác ABC. Hết chỗ là ghi nhỏ nhỏ chút. Tại vì xuống đây đi cho nhiều khi không thấy. 2R tam giác ABC. Rồi mục tiêu của chúng ta sẽ chứng minh là R của tam giác ABC bằng R của tam giác gì? BHC. R của tam giác BHC. Cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta có gì? Chúng ta có thằng nào nối tiếp? Tứ giác ha, tứ giác. Tứ giác A B phẩy C phẩy A nội tiếp nha. Tứ giác nội tiếp thì ta suy ra được là góc BHC cộng với góc B phẩy A C phẩy bằng 180 độ. Tổng hai góc đối bằng 180 độ nha. Mà B phẩy AC phẩy nó là bằng với góc BAC cho hai này đối đỉnh. Suy ra góc BAC cộng với góc BHC bằng 180 độ, được không? Hai góc bù nhau thì sin bằng nhau. Sin của BAC bằng sin của BHC. Được không? Sin bù bài số 1 á. Sin của BAC thì bằng sin của BHC. Hai góc bù nhau sin bằng nhau. Và khi đó thầy có cái số 2 này. Xét tam giác. Đây là 1. Này là 2. Chuẩn bị ở cái số 3 này. Xét tam giác là HBC ta có. Ta sẽ có là A chia cho sin của BHC thì bằng 2R. R của tam giác BHC nhé. Được không? A chia sin của BHC, A chia sin của BAC mà hai cái sin này bằng nhau. 3 nữa. Từ 1 2 3 chúng ta sẽ có là R của tam giác ABC sẽ bằng R của tam giác BHC. Được không? Được không? Rồi tương tự. Tương tự R của tam giác ABC sẽ bằng luôn R của tam giác HAB bằng luôn R của tam giác gì? HAC. Được không? Như vậy tam giác ABC tù suy ra điều phải chứng minh. Vậy ta sẽ có điều phải chứng minh. Được không? Như vậy là chúng ta có là tam giác nhọn cũng suy ra điều phải chứng minh, tam giác tù cũng suy ra điều phải chứng minh. Được chưa? Vậy chúng ta còn khá nhiều. Đó là còn từ bài 24 đến bài 36 rồi đến bài 38.
Chúng ta sẽ để bài này buổi sau nhé. Xin chào tất cả các bạn.